người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spy Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Đây là bài viết Kỹ năng sinh tồn, sống sót qua đại dịch zombie, phần 1 của tác giả Choi. Nếu các bạn cảm thấy sợ một ngày các bạn thức dậy và thế giới xung quanh giống y hệt phim The Walking Dead, thì hãy cùng Pink Dot xem hết cái video này để biết đến lúc đó mình cần phải làm gì nhé. Bắt đầu thôi nào. Xác sống, huyền thoại và sự thật. Zombie hay còn gọi là xác sống. Một là xác chết di chuyển được nhờ vào ăn thịt người sống. Hai là một loại tà thuật làm cái xác chết sống dậy. Ba là một vị thần rắn trong tà giáo. Bốn là một người di chuyển hay hành động như xác sống. Một từ có nguồn gốc từ Tây Phi. Xác sống là gì? Chúng được tạo ra như thế nào? Chúng có ưu, nhược điểm gì? Chúng cần gì để sống? Tại sao chúng lại nguy hiểm với nhân loại? Trước khi nói về những kỹ năng cần thiết để sống sót, ta cần phải biết mình đang đối mặt với cái gì trước đã. Chúng ta cần phải phân tách giữa sự thật và sự hư cấu. Những xác chết biết đi này không phải là sản phẩm của ma thuật đen hay bất kỳ thế lực siêu nhiên nào. Chúng xuất phát từ một loại virus được biết đến với cái tên Solanum. Một từ Latin được dùng bởi Jan Verheyen, người đầu tiên phát hiện ra dịch bệnh. Solanum virus. Solanum hoạt động bằng cách di chuyển qua đường máu, từ điểm tiếp xúc đầu tiên cho đến não bộ. Mặc dù chưa hiểu biết được cơ thể, virus sử dụng những tế bào ở thùy trán để nhân rộng rồi phá hủy chúng. Trong thời gian này, các chức năng của cơ thể bị ngừng dần. Bằng cách ngừng tim đập, đối tượng bị nhiễm bị làm cho chết đi. Tuy nhiên thì não bộ trong tình trạng sống dở chết dở, trong khi virus tìm cách biến đổi các nội tạng khác. Đặc điểm chí mạng nhất của bộ phận này là phải độc lập với oxy. Bằng cách xóa bỏ sự cần thiết của các nguồn dưỡng chất, bộ não sắc sống có thể hoạt động được mà không cần phụ thuộc vào cơ chế quá phức tạp của cơ thể người. Một khi biến đổi đã hoàn tất, các cơ quan mới sẽ hồi sinh cơ thể, dưới dạng mang một chút đặc điểm của cơ thể cũ. Một số các chức năng vẫn có thể hoạt động bình thường, một số khác có những khả năng đã được biến đổi, và số còn lại bị ngừng hoàn toàn. Các cơ thể mới này được gọi là zombie, một thành viên của đội quân xác sống. Nguồn gốc. Cho đến nay, mọi nỗ lực đi tìm kiếm nguồn gốc của Solanum đều chưa đi đến kết quả. Nước, đất, không khí và mọi hệ sinh thái đều phản ứng âm tính với thí nghiệm thử virus. Các nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục. Triệu chứng. Thời gian biểu bên dưới phác ra tiến trình của một người bị lây nhiễm bệnh, chênh lệch khoảng vài giờ tùy cơ địa của từng người. Giờ đầu tiên, đau và biến màu, nâu tím ở vùng bị nhiễm, vết thương đông và cầm máu ngay lập tức, giả dụ lây nhiễm qua vết thương. Giờ thứ 5, sốt từ 37 đến 40 độ C, thấy lạnh, hơi mê sảng, nôn mửa và đau như bị kim châm ở các khớp xương. Giờ thứ 8, thâm tím ở các vùng đầu ngón và vùng bị nhiễm, sốt cao 40 đến 42 độ C, tăng mê sảng, mất khả năng phối hợp cơ bắp. Giờ thứ 11, tê liệt nửa thân dưới, tím toàn thân, nhịp tim chậm dần. Giờ 16, hôn mê. Giờ 20, tim ngừng đập, não hoạt động bằng không. Giờ 23, hoạt động trở lại. Lây nhiễm. Solanum truyền nhiễm 100% và 100% tử vong. Điều may mắn cho loài người là virus này không lây lan qua đường nước hay không khí. Chưa ai bị nhiễm virus này qua các yếu tố thiên nhiên. Sự lây nhiễm chỉ xảy ra thông qua tiếp xúc trực tiếp với các loại dịch tiết, máu, nước dãi, tinh trùng. Một vết cắn của zombie là cách lan truyền được một người biết đến nhiều nhất, nhưng không phải là cách duy nhất. Nhiều người đã bị lây nhiễm bởi cọ sát vết thương hở với zombie hoặc các phần còn lại bắn tung tóe sau vụ nổ. Tuy nhiên, ăn thịt người bị nhiễm lại gây ra cái chết ngay lập tức thay vì bị nhiễm, bởi vì thịt bị nhiễm đã được chứng minh là vô cùng độc. Không có báo cáo, lịch sử hay thí nghiệm quan sát kết quả quan hệ tình dục với xác sống sẽ bị nhiễm, nhưng nguồn bệnh được khuyến nghị là có nguy cơ cao gây ra lây nhiễm. Cảnh báo trước hành động như vậy có vẻ khá vô dụng với những người ngu ngốc đến mức có thể thờ ơ trước sự an toàn của chính mình. Có nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng việc tiếp xúc dịch cơ thể với xác sống đông đặc hơn nên xác suất bị lây nhiễm bởi một tiếp xúc không do cắn sẽ thấp hơn. Tuy nhiên hãy nhớ rằng chỉ cần một cá thể virus cũng đủ để bắt đầu chu trình. Vật chủ trung gian.
Solanum gây tử vong cho tất cả các loại sinh vật sống, bất kể kích cỡ, chủng loại hay hệ sinh thái. Nhưng hoạt động trở lại chỉ xảy ra với người. Nghiên cứu chỉ ra rằng Solanum lây nhiễm qua một bộ não không phải của người đã chết trong vài giờ sau khi bị vật chủ chết, khiến tử thi dễ kiểm soát hơn. Động vật bị nhiễm chết trước khi virus kịp lây lan qua khắp cơ thể chúng. Vết cắn từ côn trùng như muỗi cũng có thể bỏ qua. Thí nghiệm đã chứng minh rằng tất cả các loài côn trùng ký sinh có thể cảm nhận và từ bỏ vật chủ bị nhiễm 100% tất cả các trường hợp. Điều trị. Một khi ai đó bị lây nhiễm, có rất ít cách để cứu sống anh ta hoặc cô ta. Bởi vì Solanum là virus chứ không phải là vi khuẩn, kháng sinh không có tác dụng. Tiêm chủng là cách duy nhất để chiến đấu với virus cũng vô dụng tương tự, vì chỉ một liều lượng ít ỏi cũng làm toàn bộ cơ thể bị nhiễm. Nghiên cứu di truyền đang trong giai đoạn phát triển, mục tiêu là tạo ra kháng thể mạnh hơn cho con người, với một dạng virus được thiết kế để tìm và tiêu diệt Solanum. Những phương pháp như thế này, cũng như các nguyên lý điều trị căn bản, đang ở dạng sơ khai nhất và không có kết quả khả quan nào trong tương lai gần. Kinh nghiệm thực chiến là chặt đứt các chi bị cắn, giả sử đó là nơi bị cắn. Nhưng kiểu trị liệu đó khá là mơ hồ, với tỷ lệ thành công là dưới 10%, khả năng là người bị nhiễm đã chịu phán quyết ngay từ khi virus xâm nhập vào cơ thể anh ta. Nếu người bị nhiễm lựa chọn tự tử, anh ta nên nhớ rằng bộ não cần phải bị phá hủy đầu tiên. Nhiều trường hợp đã ghi nhận rằng những thi thể mới bị lây nhiễm mà chết bởi các nguyên nhân khác không phải là virus sẽ trở thành xác sống. Nhiều ca thường diễn ra khi đối tượng theo dõi bị chết sau giờ thứ 5 bị lây nhiễm. Nếu các bạn thích video này và muốn tiếp tục series này thì hãy like và share thật nhiều video này để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các chiến binh đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!